hướng đến mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo luôn nỗ lực trong từng chặng đường, kết nối các em với bến bờ tri thức. Từng thế hệ học sinh của trường luôn phấn đấu viết tiếp truyền thống đầy tự hào, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận. Đây là những tấm huy chương mà các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo đã đạt được trong kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên và không chuyên khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên vừa qua. Trong đó có 4 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và đồng, một kết quả đáng ghi nhận cho quá trình nỗ lực dạy và học không ngừng nghỉ của thầy và trò nơi đây. Em có niềm đam mê với môn sinh rất là lớn và là học sinh của trường chuyên Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận, nên là em rất là nỗ lực cố gắng để mà lấy đi thi về môn sinh để mà lấy giải về cho trường. Em vì muốn học lịch sử nên em cũng rất cố gắng hết sức làm những gì tốt nhất có thể trong kỳ thi vừa rồi. Nên khi em đạt được giải thì em rất là tự hào và có thể đóng góp một phần nào đó về cho nhà trường và cũng như là được có thể học tập tại đây ạ. Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, một cái tên đầy tự hào đối với bao thế hệ học trò, là ngôi trường được xây dựng đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học. Trường đã bồi dưỡng đào tạo hàng ngàn học sinh vừa hồng vừa chuyên với tỷ lệ học sinh giỏi luôn dẫn đầu trong khối trung học phổ thông. Cùng nhiều gương mặt thủ khoa, á khoa trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Nhờ cái sự định hướng của cả ban giám hiệu, của cả giáo viên mà các em đã định hướng được và các em tham gia tốt trong các cái kỳ thi để được đạt được kết quả tốt nhất. Và đặc biệt hơn nữa là sự nỗ lực không ngừng của các em học tập cực kỳ hiệu quả. Song song đó, trong những năm học qua, nhà trường đã tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh cái việc mà đào tạo rèn luyện cái kiến thức ấy, thì nhà trường cũng rất là chú trọng đến cái vấn đề mà đào tạo kỹ năng và đặc biệt là phải phát huy được cái sự toàn diện trong phát triển của học sinh, không chỉ là về kiến thức kỹ năng mà còn là những hoạt động ngoại khóa, các sức khỏe nè, rồi cái tư duy của các bạn cũng như là những cái nhận thức của các bạn về các vấn đề xã hội để từ đó đào tạo ra những công dân toàn diện có thể đóng góp được nhiều cho tỉnh nhà và cho cả nước. Khoác lên mình bộ đồng phục của trường chuyên Trần Hưng Đạo, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm kế thừa tiếp nối truyền thống, xứng đáng với danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Bình Thuận. Ngôi trường này đã là ước mơ từ năm cấp 2 của em và em đã luôn luôn phấn đấu và luôn luôn mong mỏi được một lần mặc chiếc đồng phục của ngôi trường. Và khi mà đã hoàn thành được ước mơ thì em cũng không quên tự nhắc mình rằng là càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể phấn đấu trở thành là xứng đáng với cái màu áo xanh chuyên trần mà mình đang mặc. Mỗi học sinh cần phải có một ước mơ hoài bão riêng cho mình và đặt mục tiêu để phấn đấu để trở thành một học sinh toàn diện hơn. Với truyền thống của ngôi trường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên cường, bền bỉ, vững vàng, từng bước xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, hướng đến ngôi trường hạnh phúc trong thời gian tới.